Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Tôi là Trần Đức Tân, là em ruột của ông bà Minh, bà Hường và là chú ruột của cháu Việt Anh. Hôm nay tôi vinh dự được ông bà Minh Hường ủy quyền cho tôi làm đại diện của họ nhà cha chúng tôi. Hai cháu được tìm hiểu trong một thời gian, được hai bên gia đình tạo điều kiện và vun đắp và có sự thống nhất trong các ngày dặm ngõ. Và hôm nay gia đình nhà cha chúng tôi có cần soạn lễ vật theo nghi lễ của xã Bát Tràng, và các lễ vật tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng của gia đình nhà trai rất là tình cảm. Nhà gái đón nhận những cái lễ vật của ăn hỏi của gia đình nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ, công các bà, qua một thời gian tìm hiểu được sự đồng ý chí của hai bên gia đình, hôm nay hai bên gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ ăn hỏi và đại lễ cho hai cháu. Thay mặt các cụ, công các bà, bên họ nhà gái, tôi hoàn toàn chấp nhận lễ vật của bên nhà trai mang đến cùng chú rể Việt Anh đến để cầu hôn cô Hương Minh Tâm. Chúc sức khỏe đến tất cả các cụ, các ông, các bà.
các bác, các cô, các chú và tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Hôm nay là một ngày rất vui, là một ngày trọng đại của chúng con. Cũng là một cái bước khởi đầu để chúng con bước vào cuộc sống hôn nhân có khá là nhiều khó khăn và thử thách. Chúng con sẽ cố gắng vượt qua. Chúng con xin hứa sẽ bảo ban yêu thương nhau và sống nhau thật hạnh phúc. Chúc cho buổi lễ hôm nay thật là thành công và tốt đẹp ạ. Chúc mọi người hạnh phúc và an yên ạ.